Kính chào quý vị. Sau đây, tôi sẽ hướng dẫn quý vị lập chứng từ xuất kho cho các đơn vị hoặc chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác. Tôi ví dụ, ngày 17 tháng 2 năm 2015, chuyển hàng cho cửa hàng Quang Minh ở Bắc Giang, công ty sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để chuyển hàng. Với nghiệp vụ trên, quý vị thực hiện trên phần mềm như sau. Tại chi nhánh chuyển hàng, đối với vai trò kế toán kho và phân hệ kho, chọn tab nhập xuất kho, nhấn thêm, chọn xuất kho. Quý vị chọn loại chứng từ là xuất hàng cho chi nhánh khác. Quý vị nhập thông tin về lệnh điều động, hợp đồng vận chuyển, chọn kho nhập hàng và kho xuất hàng. Sau đó nhập thông tin. Ngày hạch toán là ngày quý vị nhập chứng từ vào phần mềm MISA, thường nhập cùng ngày với ngày chứng từ để quý vị dễ theo dõi. Ngày chứng từ là ngày hiển thị trên phiếu xuất kho. Số chứng từ là số chứng từ hiển thị trên phiếu xuất kho. Phần mềm thường tự động hiển thị theo số liên mà quý vị đã thiết lập sẵn trong hệ thống tùy chọn. Nếu quý vị sử dụng phần mềm để quản lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ như một hóa đơn thì quý vị để trống các thông tin này. Khi nào cấp chứng từ xuất kho, quý vị nhấn nút cấp số chứng từ. Phần mềm sẽ tự động cấp số cho phiếu xuất hàng cho chi nhánh khác, bao gồm mẫu số, ký hiệu, số chứng từ, ngày chứng từ. Trường hợp doanh nghiệp chỉ theo dõi phiếu xuất hàng cho chi nhánh như một chứng từ nội bộ sử dụng tại đơn vị, thì quý vị cần nhập số chứng từ, ngày chứng từ ngay tại đây. Tại tab hàng tiền, quý vị có thể gõ mã hàng hay tên hàng để chương trình tự động lọc ra các hàng hóa cho quý vị chọn. Hoặc chọn biểu tượng ống nhòm để tìm nhanh hàng hóa theo mã hàng và tên hàng. Quý vị tích chọn những hàng hóa cần xuất kho. Nhấn đồng ý. Quý vị nhập số lượng hàng hóa cần xuất kho và đơn giá bán. Khai báo xong các thông tin, quý vị nhấn cất. Thực hiện chức năng cấp số chứng từ. Nhấn đồng ý. Sau khi lập xong phiếu xuất kho, quý vị có thể in được phiếu xuất kho theo mẫu của MISA thiết lập sẵn bằng cách nhấn chọn biểu tượng in. Chọn mẫu phiếu xuất kho cần in. Quý vị kiểm tra lại mẫu chứng từ, sau đó nhấn chọn biểu tượng in. Vai trò thủ kho. Chọn tab đề nghị nhập xuất kho. Tất cả các chứng từ phiếu xuất, phiếu nhập đã lập sẽ được tự động hiển thị bên danh sách đề nghị nhập xuất kho. Quý vị chọn chứng từ xuất hàng gửi chi nhánh. Nhấn xem. Thực hiện kiểm tra lại thông tin thực xuất so với chứng từ xuất kho. Nếu có thông tin sai lệch, quý vị có thể ghi nguyên nhân vào phần ghi chú. Sau đó chọn ngày ghi sổ, nhấn ghi sổ. Hệ thống sẽ tự động ghi thông tin vào thẻ kho của thủ kho. Tại chi nhánh nhận hàng, đối với vai trò kế toán kho và phân hệ kho, chọn tab nhập xuất kho, nhấn thêm, chọn nhập kho. Quý vị chọn loại chứng từ nhập kho là khác, nguyên vật liệu thừa, hàng hóa thuê gia công. Sau đó chọn tiện ích. Lập phiếu nhập từ phiếu xuất hàng của chi nhánh khác chuyển đến. Quý vị thiết lập điều kiện tìm kiếm phiếu xuất hàng bằng cách chọn chi nhánh và khoảng thời gian lập phiếu xuất. Sau đó nhấn lấy dữ liệu. Nhấn chọn chứng từ xuất kho từ chi nhánh khác. Nhấn đồng ý. Phần mềm sẽ tự động lấy các thông tin hàng hóa từ phiếu xuất kho của chi nhánh xuất hàng sang phiếu nhập kho của chi nhánh nhận hàng. Quý vị khai báo bổ sung các thông tin như đối tượng, người giao hàng, diễn giải cho chứng từ nhập kho.
Sau đó nhập các thông tin. Ngày hạch toán là ngày quý vị nhập chứng từ vào phần mềm MISA, thường nhập cùng ngày với ngày chứng từ để quý vị dễ theo dõi. Ngày chứng từ là ngày hiển thị trên phiếu nhập kho. Số chứng từ là số chứng từ hiển thị trên phiếu nhập kho. Số chứng từ là số chứng từ hiển thị trên phiếu nhập kho. Phần mềm thường tự động hiển thị số liên theo như quý vị đã thiết lập sẵn trong hệ thống tùy chọn. Quý vị chọn tài khoản có. Hay vào xong các thông tin quý vị nhấn cất. Quý vị có thể in được các chứng từ nhập kho bằng cách kích chọn chức năng in. Chọn chứng từ nhập kho cần in. Kiểm tra lại mẫu chứng từ sau đó nhấn biểu tượng in. Vai trò thủ kho. Chọn tắt đề nghị nhập xuất kho. Tất cả các chứng từ phiếu xuất phiếu nhập đã lập sẽ tự động hiển thị bên danh sách đề nghị nhập xuất kho. Quý vị chọn chứng từ nhập kho. Nhấn xem. Kiểm tra lại thông tin thực nhập so với chứng từ nhập kho. Nếu có sai lệch thông tin, quý vị có thể ghi nguyên nhân vào phần ghi chú. Quý vị chọn ngày ghi sổ, sau đó nhấn ghi sổ. Phần mềm sẽ tự động ghi thông tin vào thẻ kho của thủ kho. Trên đây, tôi đã hướng dẫn xong quý vị về nghiệp vụ xuất hàng cho các đơn vị chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác. Chúc quý vị thực hiện thành công!